Vâng, xin được kính chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Tâm Hero. Rất là cảm ơn anh em là trong cái thời gian qua đã luôn luôn đồng hành, luôn luôn tin tưởng sử dụng các cái sản phẩm bên em, đặc biệt là mic bãi. Thế nên là những cái sản phẩm đăng lên thì anh em thường chốt rất là nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi là anh em đã chốt gần như là hết anh ạ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 3 năm 2022 thì em cũng vừa mới dọn ở trong kho ra được một ít mic. Thì cái lô mic này thì nó nẻ đủ các thể loại em nhé. Đầu tiên là cái bộ mic, cái này có tự ngắt này. Cái bộ thứ hai là cái bộ mic con rơi, cái bộ mic này mic sự kiện 6 số. Còn mấy cái bộ dưới này là cái mic bãi của Đài Loan này nhé. Có những cái dòng này thì em lần trước em cũng bán một lần rồi. Và cái bộ BBS, BBS công nghệ của Đức, hàng công nghệ của Đức U6680H. Và tất cả những cái bộ mic này đều là hàng xịn chính hãng, hàng thanh lý phòng hát rất là đẹp. Và em sẽ để cho anh em với cái mức giá thậm chí nó còn rẻ hơn cả một cái đôi mic dây em nhé. Thậm chí nó chỉ có vài trăm nghìn một cái bộ mic như này thôi. Anh em nào đang xem video thì vui lòng tặng cho em một nút like để em có động lực để em tiếp tục em thanh lý cho anh em những cái bộ mic chất lượng mà lại giá vô cùng rẻ em nhé. Và anh em nào mà đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic, một cái con vang chất lượng mà giá hợp lý thì anh em ấn vào nút đăng ký kênh, vì bên em là chuyên cung cấp các cái sản phẩm như mic bãi và vang bãi cực kỳ là đẹp luôn. Thì cái lô này thì em cũng không có nhiều, đây em chỉ có mấy bộ này thôi. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em và em sẽ báo giá từng bộ ở trong cái video này luôn. Thế nên là anh em vui lòng là không tua video nhé. Anh em không tua video để anh em có thể xem kỹ được từng bộ như thế nào và cái chất lượng của nó như nào, có nên bỏ ra cái số tiền như thế này để mua những cái bộ mic như này không anh em nhé. Thế thì đầu tiên là cái bộ mic đây, cái mặt của nó mặt màu vàng em. Đây là một cái bộ mic BTS, cái này là cái mic BTS đây, nhưng mà nó bị mất cái tem đây rồi ạ. Cái này nó bị nó là một cái mác ở đây, nhưng mà trong cái quá trình vận chuyển nó bị bong mất. Đấy, cái bộ là bộ BTS. Đấy thì nó chỉ có một bộ, em chỉ có một bộ này thôi. Đấy, và cái tay của nó đây. Đây cái tay của nó đây. Đấy. Và cái bộ này nó có tự ngắt em nhá. Đấy, cái bộ này nó có tự ngắt này. Và nó chỉ có một tay thôi. Đấy, một bộ này. Đấy, một bộ mic nó chỉ có một tay. Em sẽ thanh lý cho anh em. Đầu tiên là cái bộ này với cái giá là 900.000. Anh em là chốt cái mic này với cái giá 900.000 thì vui lòng gọi điện cho em theo cái số là 0369797955 hoặc là 0912797955 em để dưới góc màn hình. Cái bộ thứ hai là cái bộ mic sự kiện này. Đây là một cái bộ mic sự kiện con rơi. Cái mic này thì gần như là anh em tìm ở trên thị trường rất là khó luôn. Cái dòng này cũng cực kỳ ít gặp luôn. Cái giá nhập của cái mic này thì em nhập về nó cũng rất là cao. Một cái dòng bộ mic sự kiện 6 số này. Cái tay của nó đây nhỉ. Đấy, nó chỉ có duy nhất một bộ này thôi. Anh em nào làm sự kiện cái mic này thì thực sự nó rất là ok luôn. Cái củ của nó là củ rời em nhé. Đấy, tiếng của nó hay và sóng nó rất là khỏe. Đấy, và có một bộ này. Có một bộ này thôi. Em sẽ thanh lý cho anh em. Bình thường cái mic này thì em phải bán 1 triệu 8 thôi nhé. 1 triệu 8 mới có lời. Đấy, nhưng mà hôm nay em sẽ thanh lý cho anh em với cái giá chỉ có 1 triệu 500 nghìn em nhé. Đấy, 1 triệu 500 nghìn cái bộ số con rơi này. Đấy, anh em nào chốt thì gọi điện cho em nhé. Đây, tay của nó đây. Tiếp theo là cái bộ MCM. Đây bộ MCM. Đây là một cái bộ mic bãi của Đài Loan. Một cái bộ mic bãi của Đài Loan, hàng thanh lý phòng hát. Đấy. Thì cái bộ này cái tay của nó đây ạ. Đây cái tay của nó màu vàng đây. Thì cái bộ này thì tiếng của nó thì hay. Đấy, tiếng hay, hát nhẹ, tiết kiệm pin. Nhưng mà cái bộ này thì duy nhất là cái màn hình này của nó này. Cái màn hình của cái tay này thì nó bị mờ một chút. Đấy, nó bị mờ, còn cái tay này thì vẫn rõ nét. Nếu như anh em là không quan trọng về cái chi tiết như thế thì em sẽ thanh lý cho anh em ở cái bộ MCM này. Đấy, với cái mức giá là 1.250.000 em nhé. 1.250.000. Bình thường cái mic này bán 1.600.000, 1.700.000, bây giờ em thanh lý cho anh em chỉ có 1.250.000. Cái bộ số 17 này. Đấy. Cái bộ U600, đây cũng là một cái dòng mic bãi của Đài Loan này ạ. Đấy, Deluxe. Đấy, cái bộ Deluxe thì cái tay của nó đây. Cái tay của nó thì cực kỳ là đẹp. Dọ thì là em thay bằng dọ inox em nhé. Đấy, dọ thì em thay bằng dọ inox hết rồi. Đấy, tay sơn lại cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, em nhìn ạ. Đấy. Cái bộ này thì em có hai bộ. Đấy, có hai bộ thì mic này thì bình thường giá là tầm 1.600.000, 1.700.000. Đấy. Thì em nay em sẽ thanh lý cho anh em với cái mức giá là 1.400.000 em nhé. Đấy, 1.400.000. Đấy, cái bộ Deluxe này. Đấy. Và ba cái bộ VinPro đây, ba cái bộ VinPro này thì lần trước em cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó còn sót lại ba bộ. Đấy, còn sót lại ba bộ thì đây. Tay của nó đẹp. Đấy, thì nó có hai bộ là tay của nó là tay vỏ nguyên bản của nó em nhé. Đây, hai bộ vỏ nguyên bản này. Thì lần trước này em bán thanh lý cho anh em là 1.450.000, lần này em bớt tiếp cho anh em chỉ còn 1.400.000 nữa nhé.
đấy, Zin Pro 1.400.000 để em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em luôn. Đấy, có bộ 1.400.000 thực sự nó quá rẻ luôn. Đấy. Và có một cái bộ Zin Pro đây. Một cái bộ Zin Pro đây thì em thay cái vỏ khác của nó em nhé, em thay cái vỏ khác. Đấy. Chứ không phải vỏ này thì là cái vỏ khác, nhưng mà cái vỏ này lại là vỏ Zin này, vỏ Zin nguyên bản này. Đấy, cũng là Zin Pro. Đấy thì cái bộ thay vỏ khác này thì em sẽ bớt cho anh em 100.000 thì còn 1.300.000 em nhé. Đấy, 1.300.000. À, tiếp theo là cái bộ BBS U680H thì đây là một cái bộ mic bãi cực kỳ là chất lượng. Đấy, công nghệ của Đức, BBS hàng xịn chính hãng 100% em nhé. Đấy thì cái bộ này em thanh lý cho anh em. À, bình thường cái mic này thì giá cực kỳ là cao rồi. Đấy, và bán lẻ thì cũng tầm 1.800.000, 1.900.000 một cái bộ này. Đấy, em thanh lý cho anh em với cái giá chỉ có đấy, cái này là 1.550.000 em nhé. 1.550.000. Đấy. Em xem kỹ à. Đấy thì anh em xem kỹ nhá, thì em báo giá lại một lần nữa này. Đầu tiên là cái bộ BTS đây, cái bộ này nó có một tay thôi, nó có tự ngắt là 900.000. Tiếp theo là đến cái bộ này là 1.500.000 em nhá. Đấy. MCM ở đây là 1.300.000. Cái bộ U600 Deluxe, cái bộ này thì là 1.400.000. Đấy. Hai cái bộ tay nguyên của cái bộ Zin Pro đây cũng là 1.400.000. Và một cái bộ thì em thay vỏ mới đây là 1.300.000 đấy nhá. Đấy, tiếp theo là cái bộ BBS ở đây thì là 1.550.000. Và tất cả những cái mic này thì em đều bao ship, em bảo hành 3 tháng cho anh em. Anh em nhận hàng em được kiểm tra, anh em được test thử em nhé. Anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra đúng cái mic như thế này và chất lượng của nó đúng như quảng cáo, tiếng bay hát nhẹ, đấy, tiếng dày thì anh em mới nhận em nhé. Đấy, chỉ có mấy bộ này thôi. Đấy, cực kỳ là đẹp mà giá thì quá rẻ luôn. Đấy, có vài trăm nghìn một bộ thôi ạ. Anh em nào đang có nhu cầu là mua sắm cho mình một cái bộ mic, một cái con vang thì anh em ấn nút đăng ký kênh em nhé. Đấy, và anh em đang xem video thì vui lòng tặng cho em một nút like để em có động lực tiếp tục thanh lý cho anh em những cái bộ mic phải nói là rất là rẻ luôn. Đấy. Xin kính chào toàn thể anh em. Hẹn gặp lại anh em ở cái video tiếp theo.